Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quyết định bấm lại một lần nữa cho cái vlog này của mình. Hôm nay mình sẽ review một số loại bánh bên Mỹ cũng như là một số bộ phim mà mình đang coi trong mùa dịch này. Tại vì các bạn biết mà, ở nhà chán ơi là chán luôn, mình phải coi phim đúng không? Coi phim thì mình phải làm gì? Mình phải ăn chips. Now, let's get started. Bánh đầu tiên sẽ là bánh mình thích nhất, rẻ nhất ở bên Mỹ luôn, đó là 99 cent. Hay 89 cent vậy mình quên rồi. Nhưng mà đây là bánh từ hãng Indomie, là một hãng mì xào mà hầu như trẻ ở Việt Nam ai ai cũng thích, mà ngay cả mình bên Mỹ mình cũng rất là thích nữa. Nào, mình ăn thử nha. Nói chung á, là mấy bạn ăn mì xào á thì cái snack này vị y chang vậy luôn. Có thể thì do với giá thành ở Việt Nam á thì bánh này hơi mắc. Người bên Mỹ không có gì rẻ hơn cái này hết. Mình mua một lần mình mua 4-5 bịch về ăn luôn. Rất là ngon nha mọi người. Tiếp theo sẽ là một loại bánh hành, khá bự luôn á. Ở đây nó có một cái zip. Tại bình này khá bự, ở đây nó có một cái zip để cho mọi người có thể mở ra, xong rồi ăn không hết thì mình có thể zip lại. Mở sao trời. Cuối cùng mình cũng đã mở được cái bịch này rồi. Để mình thử xem là nó có giống vị của bánh hành ở Việt Nam không nha. Mình nhìn hình thù và ngửi mùi á thì nó giống đến khoảng 80-90% luôn rồi. Nhưng mà để mình xem cái vị có giống vậy không ha. Trong khoảng thời gian này á thì mình đang coi bộ phim Elite của Tây Ban Nha, một bộ phim mà về các cậu ấm cô chiêu phải học chung với lại những cái bạn học sinh nghèo mà được học bổng á. Chuyển vô thì kiểu như mấy học sinh này người ta không có hài lòng, tại vì tại sao mà người ta phải trả một số tiền cực lớn, nhà họ phải giàu mà phải học chung với lại một số học sinh nghèo. Cái bắt đầu mâu thuẫn xảy ra, xong rồi kiểu giống như The Ear hồi xưa của Hàn Quốc. Điểm khác của phim Elite này á là, thứ nhất là phim Tây Ban Nha thì kiểu như mình nghe tiếng nó hơi lạ lạ chút. Thứ hai á là sẽ có những nhân vật bị chết, kiểu như là họ kiểu giết nhau cũng chỉ là vô tình thôi chứ không phải là cố tình nữa. Thì ở bề ngoài phải giàu có này nọ, nhưng mà thật ra ở bên trong á kiểu như là đại diện cho gia đình, đại diện cho cha mẹ. Cha mẹ bắt là phải yêu người này để kiểu ký hợp đồng, hay yêu người kia để ký hợp đồng, hay là kiểu vì danh vọng của gia đình mà họ không dám nói lên cái giới tính thật sự của mình, vì sợ kiểu như là mất tiếng, mất danh dự của nguyên gia đình mình á. Theo mình thấy nha, thì snack thành của Việt Nam ngon hơn cái này. Cái bịch này thì đẹp thiệt luôn á, của hãng Nong Shim Hàn Quốc. Tiếp theo sẽ là hai loại chocolate. Mình là một fan cuồng của chocolate luôn, nên là mình sẽ quyết định ăn thử cái này. Còn cái loại này thì mình ăn rồi, nên mình sẽ nói về loại này trước nha. Và đây là loại keto chocolate. Nó có cả các loại hạt giống như là dừa với almond với lại một ít muối ở trong này. Đây là loại sô-cô-la mà dành cho những bạn nào mà kiểu như là fan cuồng sô-cô-la giống mình, vẫn kiểu muốn giảm cân, kiểu ăn sô-cô-la sợ mập, thì mình sẽ ăn cái này nha mọi người. Bẻ. Nó sẽ có kiểu 4 cục rời như vậy nè. Như bạn nào mà không ăn đắng được thì có thể là nó hơi măng đắng quá ấy, mọi người. Oreo. Mình thích mấy cái gói bánh hoặc là gói kẹo của Mỹ là gì? Kiểu như họ nghĩ, họ biết là trong một lần chúng ta sẽ không ăn hết được một cái bịch này, nên là họ cũng làm một cái zip ở đây nè, để cho mọi người kiểu lúc mà bóc ra có thể gắn lại được. Ok, mình sẽ ăn thử một miếng nha. Đây là đầu tiên mình ăn cái này luôn, mình chưa bao giờ ăn cái này hết. Ngọt ngọt quá mọi người ơi. Kiểu như bạn nào mà hôm mà thèm ngọt, ăn một cục này thôi là đủ luôn, là giải tỏa được cơn thèm ngọt liền. Mình ra một cục nữa. Khá ngon. Ở ngoài là lớp sô-cô-la, xong mới cho là cái bánh Oreo mà mini, cũng có vỏ Oreo, rồi ở trong là sữa, kem, các thứ y chang một cái Oreo luôn. Nhưng mà cái này nó phủ thêm một cái lớp sô-cô-la nhỏ ngoài. Cái gì nè. Tiếp theo là đến hãng Lay's, là một hãng cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới. Mình sẽ quyết định mua cái loại
hương muối thôi, là kiểu mình cảm nghĩ là mình thích ăn cái vị gốc của nó hơn là ăn mấy cái vị pha kia. Ăn xong nó bị hơi bị đau cổ, kiểu nó nhiều gia vị quá làm cho mình bị khô cổ. Ok, mình sẽ thử nha. Thường mình sẽ ăn cái snack này lúc mà mình coi phim, và mình sẽ ăn chung với lại phô mai cheese giống vậy nè. Ngon trời. Bữa mình được bạn mình giới thiệu bộ phim, là phim Forgotten của Hàn Quốc, do anh Kang Haneo đẹp trai đóng. Kang Haneo là người em trong bộ phim này. Có một anh trai, kiểu anh trai là đẹp trai, là tất cả mọi thứ đều toàn vẹn luôn, học giỏi, công việc có. Còn anh Kang Haneo này thì hơi bị bệnh. Mỗi ngày anh Kang Haneo phải uống thuốc, kiểu khi thức dậy thì anh nói lúc mà anh đang uống thuốc thì anh làm rớt viên thuốc xuống gầm bàn. Chị đang chui xuống lấy thì anh trai quanh gọi ra ăn sáng, thì bỗng nhiên kiểu như là anh ấy, anh quên luôn cái việc là mình phải uống thuốc. Thì bình thường cái anh trai của anh Kang Haneo này á thì liệt một chân, nó là chân trái, thì hôm đó tự nhiên quên uống thuốc. Cái anh thấy là ồ, anh trai của mình sao lại liệt chân phải ta, thấy kỳ quá. Thì anh này cảm thấy, bắt đầu cảm thấy là gia đình mình hơi bị kỳ kỳ, kiểu cảm thấy bố không phải là bố của mình nữa, mà mẹ cũng không phải là mẹ của mình, mà anh trai cũng không phải là anh trai của mình. Thì đêm hôm đó, lúc mà một lúc anh Kang Haneo này học bài xong rồi ngủ quên, thì mới nghe cái tiếng anh hai của mình đi ra khỏi nhà vào giữa ban đêm, mà đi bằng hai chân mà đều luôn. Thì anh này mới đi theo tìm kiếm ra mọi sự việc. Thì phim này là một bộ phim khá hay luôn, mình coi mình thấy hay đến mức độ mà ngủ mình mơ luôn. Mình mơ về nhân vật này luôn, xong mình mơ mình là anh Kang Haneo. Mọi người hãy ăn thử cái này, đó là chấm với phô mai giống mình nha. Tiếp theo sẽ là loại bánh ngọt, đó là bánh Reese's with peanut butter cups của Chip Ahoy. Thì bánh này là một cái bánh sô-cô-la khá là nổi tiếng ở bên Mỹ. Mình cũng chưa có ăn cái hãng bánh này bao giờ hết. Ai mình có ăn cái bịch nhỏ rồi, nhưng mà kiểu bịch đó là màu xanh dương. Mua cái này về để mình dự trữ mùa Covid, và cũng như là mình sẽ review các bạn biết là bánh này sẽ ngon như thế nào. Cảm nhận ban đầu là bánh nó khá mềm, bao phủ bằng sô-cô-la. Giờ mình sẽ thử nha. Trời ơi, ngon luôn á. Cái bánh khá đáng đồng tiền, mà kiểu như mọi người có thể dùng để ăn sáng nè, uống với sữa trước khi đi học, cái gì mình vội quá, hoặc là lúc coi phim mấy bạn cũng có thể coi được, vừa coi vừa ăn. Khá ngon, nhưng mà ăn ít thôi nha mọi người, ăn nhiều là sẽ bị mập á, Bánh cuối cùng, và mình cũng sẽ gửi bộ phim cuối cùng cho mọi người luôn nha. Bánh Oreo, nhưng mà không phải là nhân kem sữa, hay là nhân sô-cô-la, hay là nhân bạc hà, mà nó là nhân hạt dẻ. Và mình cũng sẽ nói về bộ phim cuối cùng luôn. Thì bộ phim cuối cùng mình sẽ nói đến là bộ phim The Uninvited, có nghĩa là phim khách không mời, được làm lại từ một bộ phim Hàn Quốc rất là nổi tiếng, đó là A Tale of Two Sisters. Bộ phim Hàn Quốc thì mình chưa có được coi, nhưng mà mình đã được coi bộ phim của Mỹ rồi. Thì phim này nói về cô em gái sau khi đi bệnh viện về, do kiểu như là bệnh viện hơi tâm thần chút, tại vì kiểu như cô bé này bị sang chấn tâm lý vì sự mất người mẹ quá cố. Thì sau khi về thì em ấy được gặp ba đẹp người chị ở một cái khu làng rất là đẹp. Thì hai chị em mới là vui chơi, nhưng mà sau khi cô ấy mới nói được cho chị mình biết cái lý do mà cảm thấy sốc, đó là do ba của cô ta đã có ngoại tình với lại cô y tá. Không có hay ăn Oreo lắm, nhưng mà cái bánh này tại mình thích ăn hạt dẻ, mà kiểu cái pistachio này mình rất là thích, nên mình sẽ quyết định mua cái này về ăn thử cho cái mùa Covid này. Kể tiếp chuyện phim, sau khi mà cô nó về đúng không, thì mới bắt đầu tìm ra nguyên nhân của cái chết của mẹ mình. Thì mới phát hiện là cái bà y tá này là bà rất là nham hiểm. Cô ấy mới cố đi tìm cái bằng chứng cho rằng là bà này là người mà giết mẹ. Thì phim này trong lúc làm thì nó hơi có đan xen một số cái cảnh như là cảnh phim ma. Nhưng mà cho những bạn nào sợ phim ma thì đây không phải là phim ma nha mọi người. Đây là phim plot twist, tức là phim đây là bộ phim rất là đáng coi. Mình khuyên bạn sẽ nên coi cái mùa nghỉ Covid này nha. Bạn nào đã coi rồi thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết, để mình sẽ giới thiệu nhiều phim hơn cho mọi người coi. Ok, nào mình sẽ ăn cái bánh này, nói nhiều quá rồi. Bước 1, xoay bánh, nếm kem, chấm sữa. À không có chữa, thôi mình ăn luôn nha. Bánh này nó sao sao mọi người, không quen, trời đất ơi. Nhưng mà
cho không có khuyên mấy bạn mua bánh này đâu nha, bánh này không được ok lắm, hoặc là tại vì mình không có quen á. Cảm ơn các bạn đã coi đến cuối clip của mình, và loại bánh mình thích nhất đó chính là snack mì gói. Hãy cho mọi người vỗ tay nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái YouTube channel của mình, và một lần nữa đừng quên cho mình một dấu like cũng như là một dấu subscribe, và bên cạnh dấu subscribe có một cái chuông nho nhỏ, đừng quên bấm cái chuông đó nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, tạm biệt mọi người.